Kính thưa quý đồng đạo, chương trình được liên tục đến bài Cám cảnh dân nghèo. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Mão 1939. Năm nay ăn tết thật là nghèo, dành chung ô buồn nỗi nàng em đồng khô. Cảnh đói buồn